Xin chào tất cả các anh em đang theo dõi video. Ngày hôm nay mình xin được tiếp tục review một sản phẩm mà có lẽ nó rất là hữu ích với những anh em nào hay review, làm những video review, hoặc là có những cái món đồ chơi ở trong gia đình nhưng mà muốn làm cho nó trở nên độc đáo hơn. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn thì bây giờ mình xin bắt đầu mở hộp. Sản phẩm này mình vừa nhận được ở Shopee. Giá thành của nó chỉ vào khoảng từ 100 cho đến 150.000, nhưng tất nhiên là cũng có loại đắt hơn. Loại đắt hơn thì nó sẽ có nhiều tính năng hơn, hoặc là nó có đèn LED, hoặc là có thể là nó to hơn, trọng tải nó lớn hơn. Loại của mình thì thuộc phân khúc giá rẻ. Đây các bạn có thể thấy, đây là hình dáng bên ngoài. Theo như mình được biết thì loại này của mình có đèn LED, hỗ trợ nhiều màu, tất nhiên là made in China rồi. Mở hộp bên trong gồm hai thành phần. Phần thứ nhất đây, sản phẩm chính của chúng ta là một cái bàn xoay đèn LED, có 4 đèn LED bên trong, sắp xếp không được đều cho lắm. Sản phẩm giá rẻ. Wow, thiết kế cũng có vẻ khá đơn giản, độ hoàn thiện cũng không cao. Mình có thể dễ dàng nhấc lên, nhưng mà không sao, bởi vì cái này chúng ta chỉ là để đặt mà. Ở dưới này chúng ta sẽ có chỗ để chúng ta cắm pin mà. Chạy 2 pin 1 không à, chạy 3 pin. Hình như là 3 pin AA. Lắp khá lòng lẻo. Độ hoàn thiện sản phẩm này cũng không cao. Các bạn có thể thấy đây, chỗ lồi chỗ lõm. Công tắc có một nút nhấn duy nhất, bật và tắt. Để tí nữa mình sẽ thử xem nó có xoay được hay không. Rồi, mình sẽ để tạm sang bên này. Tiếp theo là một cục adapter cùng 230V. Như đã nói thì sản phẩm này ngoài sử dụng pin, chúng ta có thể dùng nguồn điện trực tiếp. Và trọng tải tối đa theo như mình đọc của nó là 4kg. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắm điện vào để chạy thử. Cắm điện, chúng ta sẽ cắm vào đây. Một lỗ bé xíu đây. Nhấn công tắc mở ở đây. Rồi, mình cảm nhận có rung. Của mình hơi bị cập kênh. Đèn LED sẽ thay đổi liên tục. Bây giờ mình sẽ thử đặt một cái cốc vào. Mình sẽ thử đặt một hộp kẹo vào đây, ví dụ như hộp kẹo này. Xoay khá là chậm.
Như chúng ta đã thấy, sau khi mình chỉnh sửa lại một chút, cái bàn xoay này thì nó đã hoạt động trở lại bình thường. Về cơ bản là đây là một sản phẩm giá rẻ, do đó anh em cũng nên kiểm tra thật kỹ khi nhận hàng để tránh gặp phải trường hợp như mình, là có khá nhiều nẫy bị gãy. Bây giờ mình sẽ đổi camera để cho anh em nhìn theo một góc nhìn khác để xem cụ thể nó như thế nào. Xoay khá chậm. Đây là một hộp kẹo nhẹ, thì không biết với những cái sản phẩm nặng hơn thì nó sẽ như thế nào. Mình thấy để hoàn thành một vòng quay chắc phải mất đến 1 phút mất. Giờ mình sẽ sử dụng một cốc nhỏ, mình đổ nước lên để xem nó có xoay được không. Trông cái ánh đèn led nó rọi lên cái cốc trông khá đẹp mắt. Chiếc bàn xoay là thích hợp cho những cái sản phẩm thuộc sử dụng pha lê thủy tinh thì đẹp. Đấy, như vậy là cái cốc có xoay. Chúng ta sẽ cùng thử cho một sản phẩm to hơn nữa. Đó là một hộp trà Nessi Daily Detox. Vẫn có thể xoay được. Hay thậm chí chúng ta thử trên một vật nặng hơn nữa. Đó là một loa Bluetooth LG PK3. Sản phẩm này khá nặng. Mình không rõ mấy cân nhưng khá nặng, không biết có xoay được không. Vô tư anh em nhé, xoay hoàn toàn như bình thường luôn. Anh em có thể sử dụng sản phẩm này để trang trí cho căn phòng của mình với những cái món đồ chơi, những cái bức tượng. Như vậy là nó hoàn toàn có thể xoay được. Bây giờ mình sẽ tắt đi. Trên đây là bài review nhanh về sản phẩm này của mình. Thì như đã nói lúc đầu, đây là sản phẩm giá rẻ. Nó được hoàn thiện không hề tốt nhưng vẫn có thể sử dụng được. Và nếu anh em nào không có điều kiện để sắm những cái sản phẩm cao cấp thì đây có thể là một sự lựa chọn tạm thời. Review của mình sẽ kết thúc ở đây. Chào anh em.